kỳ na mấy kỳ na, cô lắc đỏ ngang đưa anh chàng sang bên, lòng cô vui sướng lừa dịp đánh tay chèo, cất chồng hồ đeo theo chồng mà đến cây 37, 37, 37, 37, 37, 37 mấy kỳ đi xuống kỳ đây, hình như em yêu đôi cần một người, cả tôi tay nói có em đây rồi. Sao tự nhiên cái hát bài đó cái nói là chữ gì quyền kỳ vậy? Sao ngủ vậy? Bà mới hát xong luôn á. Ủa? Đem chị cho em hát hết bài đi rồi. Cái đó là la kêu nghiệp, chồng nghiệp đó em. Chính em đó, em là người gây nên tội. Trời đất ơi, chị hiền quá mà mấy đứa. Dạ. Chị đâu có sân si với ai đâu trời. Chị đâu có khi mà mấy đứa đang hát mà chị ra chị chụp cái mi mà chị nói chuyện đâu. Dạ. Trời đất ơi, tự nhiên chị đâu có nói gì đâu mà tự nhiên mà em xỉa xối chị vậy? Em không hề xỉa xối gì hết á. Ờ, vậy là xỉa xối đây trường đúng không? Em chỉ hát thôi, em hát em ra số em kiếm cơm. Ờ, em đúng đi rồi hát đó. Em kiếm cơm, em kiếm tiền chứ hả? Em đâu có kiếm chuyện đâu. Nhưng mà tại vì hát không vô dây rồi kiếm cơ. Đúng không? Trời đất ơi. Vô lại nè. Vô lại. Vô lại đây. Còn tôi đã dặn bao nhiêu rồi, cái áo tôi dán rất là cợt, rớt mấy hộp luôn. Hồi vô đi, hồi sớm đi chụp hình người ta đụng vô thì nói là hả, cáo anh mấy triệu bạc, anh không có cho đụng vô. Lâm Việt Nam lại đẩy một cái rớt nguyên vàng. Trời ơi là trời, thôi vô đi. Cho bộ trái keo cho một trà. Số gì đa mày hít gì đa mày hít gì đây, mày hít gì đa mày hít gì đây. Trai mà điềm vợ, chứ vợ miền ta nói chuyện ta. Ủa, tao không vô được luôn á. Phải hát cái hát đi bà ơi. Kỳ ra mấy kỳ đây, có xuống thời ta đã có quyền được thiên công. Nắm với quyền tiền tôn, chiếm quyền nhường ngai rồng. Đồng tổ quyền y tâm cung, cùng tục ta không quan lộ.
bà quắc mà té cái nách nó luôn. Ủa biết bà. 40 có 2. 30. 30 có 3. Sao cùng số 6? Sao cháu hợp lệ? Trời hợp lệ, tặng một con gấu đi. Rồi em ơi, bây giờ mình qua đây mình hái lọc nha. Rồi, nó có rất là nhiều mệnh giá. Chị hồi nãy đầu tiên là chị mới hàng là 1.2 triệu. Đó thế em. Mình gửi cho em đừng có bức nghe em. À rồi. Ui luôn. Đó, coi nó bao nhiêu nha. Kết quả hồi hộp chờ đợi. Kết quả tặng cùng mang con số 800. 800k. 800k. Rồi ở dưới đây. Xin lỗi là lấy bên cùng chị nha. Rồi. Mà bây giờ mình cùng tham gia, mình cùng tham gia. Ôi, nãy giờ thấy không? Đó. Bà chị đầu tiên bán hàng là 1.2 triệu, lần sau là 800 quá chị luôn đi. Thấy không? Ở trong cái cây mai của em cái này mệnh giá rất là cao. Không thấy chưa? Không, mà bữa nay cũng vậy đó nha. Thì đầu tiên mà 1.2 triệu rồi, quá trời hấp dẫn luôn quý vị ơi. Cái này là hên xui biết không? Thật sự là nó cũng có cái mệnh giá ở 800 là nhỏ nhất phải không? À có 600 nữa, nhưng mà thật sự ra đó là nó hên xui. Biết đâu nhiều khi là cây mai á bỏ lộn xộn là người ta hên tốt nhiều phải không? Đó. Rồi quý vị cùng tham gia và cùng tham dự cái tiêu dùng lội này luôn quý vị ơi. À và Tấn Đạt ơi, chút xíu đi em hát bài Tăng Cổ tặng khán giả đi. Tấn Đạt đâu rồi? Kìa. Ờ. Kìa. Đó quý vị, mình thưởng thức với giọng hát của Tấn Đạt quý vị. Xin gửi đến quý vị mình nghe một bài Tăng Cổ nha. Và đặc biệt là quý vị mình ở nơi đây á, là Lê Cần hát đi thì chắc là quý vị mình đã biết rồi. Là Lê Cần hát hoài à. Nhưng mà đặc biệt là Tấn Đạt là người mới mới vào đoàn thì các đạo viên quý vị mình chưa có thưởng thức với Tấn Đạt với hát cải lương. Thì đêm nay quý vị mình sẽ nghe Tấn Đạt hát ha. Và hay hát gì? Mà bữa nay không cho anh hát đòi nợ nữa nha. Hôm bữa giờ hát cái hát cải lương mà đòi nợ quá trời. Cái đó chất quốc đó. Hát cải lương mà cứ đòi anh không cần em trả lại tập dây chuyền, trả đồ hoài vậy đó. Ai thiếu nợ mà đòi hoài vậy mới Cứ lên kêu anh Đạt hát ca cổ cái bên chị biết anh hát sao không? Anh không cần em trả lại những ngày thanh xuân nha. Trôi qua ngày rẹt có đòi cũng được đâu. Ghê quá à. Chỉ cần em trả lại sợ